nạn đói năm Ất Dậu 1945. Đừng cướp của tôi, bà cháu tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Chỉ vỏn vẹn trong khoảng 8 tháng, nạn đói năm Ất Dậu 1945 đã làm chết 2 triệu đồng bào ta. Nhiều làng xã chết tới 80% dân số, nhiều gia đình, dòng họ chết không còn ai. Trong cuốn Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, những chứng tích lịch sử của giáo sư Văn Tạo thống kê, tại tỉnh Thái Bình, nơi nạn đói diễn ra trầm trọng nhất thì đã có tới 280.000 người chết đói, chiếm 25% dân số Thái Bình khi đó. Đất chẳng nuôi nổi người, người không nuôi nổi đất. Ngày xưa thì chưa có bác, thì cuộc sống của nhân dân ta thì vô cùng cực khổ, đói kém, cơm không có ăn, lao động vất vả, cực nhọc, lại còn phải chế độ phong kiến, đàn áp, bóc lột, nhân dân đói cực vô cùng và cực khổ, bần hàn đến nỗi nhà cửa xác xơ, thóc gạo không có, cho nên đói kém, dân ta đã phải chết đói và bỏ làng ra đi. Cái nạn đói nó xảy ra khủng khiếp vô cùng. Khi nghe mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong Thư Độc Lập là 2 triệu của chết đói, chúng tôi đã thấy là kinh khủng. Nhưng có về địa phương mới thấy rằng cái nạn đói nó làm cho cái xã hội của mình, cả nông thôn ấy, tan tác không còn gì cả. Gia đình thì là chết đói, có nhà chết nửa, có nhà chết cả. Và không có một cái ngõ xóm nào không người chết đói, không có một cái dòng họ nào không người chết đói. Và cái nạn đói nó làm cho cái cảnh điêu tàn nông thôn nó ghê gớm. Và chúng tôi về vùng nào thì người ta cũng điều chỉ. Chỗ này là trước đây ngày nào dáng đây cũng thấy có 5-7 người chết đói. Chỗ này là cái hố chôn tập thể của hàng chục người chết đói. Chỗ kia là cũng là cái nơi mà chôn vùi những cái người chết đói tập thể. Chúng tôi khi mà về đến một cái chợ ở cái xã Đại Học ở Hải Phòng, và người ta tả lại cái chết đói thì những người mà may thoát nạn chết đói kể lại thế rằng là cái đói nó khổ, nó khủng khiếp, nó làm cho người ta không còn một chút nào là nhân tính con người nữa, thậm chí là phải nhặt từ quán ốc thối, thậm chí còn phải nhặt những cái hạt cơm đã vương vãi dọc đường để mà ăn đấy, làm cho mà cái hàng ngày ấy, thì trên sách báo mô tả đấy là có hàng đoàn người từ Thái Bình rồi từ Nam Định, từ Hưng Yên đi bộ lên Hà Nội đến để mà mong kéo dài cuộc sống thêm một vài ngày nữa. Và cái là cứ như thế đấy, làm cho cái nông thôn Việt Nam mình nó tan nát. Chúng tôi đến một cái gia đình, bây giờ là nhà nhiếp ảnh của An Ninh còn sống, dẫn tôi đi về Thái Bình và phủ Kim Sương ngày xưa. Chỉ chỗ này ngày xưa là cụ Lam, tôi đến đây chụp ảnh chỉ còn lại 3 đứa trẻ con, 2 đứa thì đã liệt không đi được rồi, phải lê ra đấy, thấy ông nhiếp ảnh đến lê ra xem, còn các cháu không ra được. Phải nói là gia đình nào đi chiều trơ lại cái bức tường không thôi, không còn nhà cửa gì cả, thì phải nói là cái nạn đói làm cho cả cái xã hội nông thôn mình khủng khiếp như thế. Và thực ra thì cái gia đình nào, nhiều gia đình thì gia đình tan nát không biết là bây giờ là đi ở đâu nữa. Có người chúng tôi lên tận Cao Bằng thì có người kể lại rằng ngày xưa tôi là quê Thái Bình, nhưng mà đói quá cho nên lang thang lên tận Cao Bằng để kiếm sống. Và có gia đình thì bây giờ là ở Hà Giang, ở Cao Bằng, rồi ở tận các cái tỉnh miền núi xa xôi, bây giờ người ta không tìm được. Khi tôi công bố những bài viết của tôi trên báo chí lên về cái việc điều tra nạn đói năm 45 ở Thái Bình, ở cái xã Tiên Lương, tôi nhận rất nhiều thư của bà con người Thái Bình, người các tỉnh gửi tôi, nói rằng là cụ nhà tôi ngày xưa cũng là đói lang thang vào tận trong Vũng Tàu, bây giờ gia đình tôi trong này, bây giờ tôi mong được có dịp nào để về thăm, mong được có một cái đền thờ hoặc một cái tượng đài để về thắp nén hương để tưởng nhớ lại ông cha nhà mình ngày xưa. Tức là phải nói là cả cái xã hội Việt Nam mình trao đảo là thật sùng thế. Như thế chúng tôi đi khắp các tỉnh ở miền Bắc, gần như tỉnh nào chúng tôi cũng đến, thấy là nói tôi không cầm được mắt. Thực sự là chúng tôi không cầm được nước mắt khi mà được nghe những người thân thiết người ta kể lại cái nạn đói như xảy như thế. Và đến bây giờ thì chúng tôi đau đớn cái câu nói, tức là đừng bao giờ chúng ta để cho dân mình phải chết đói, và đừng bao giờ chúng ta sao nhãng việc quan tâm đến nông dân, nông thôn, nông nghiệp. Đừng cướp của tôi, bà cháu tôi sắp chết đói đến nơi rồi.
Vâng, những hình ảnh đau xót không thể nào quên được của dân tộc ta. Nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu 1945 đã làm chết 2 triệu đồng bào, trong đó có nhiều gia đình, dòng họ chết không còn một ai. Trong bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 và nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bác Hồ cũng đã không quên nhắc đến 2 triệu đồng bào ta đã bị chết đói như thế nào để nhắc nhở cho nhân dân ta không bao giờ được quên sự thật đau xót này. Và sau ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên 6 vấn đề cấp bách nhất cần được giải quyết ngay. Trong đó, vấn đề đầu tiên Bác quan tâm đó là lo cứu đói, lo cái ăn cho nhân dân. Và muốn được như vậy thì phải quan tâm, chăm lo, khôi phục sản xuất nông nghiệp, tăng gia sản xuất. Quan điểm này mãi về sau này, lúc nào cũng được Hồ Chủ tịch đau đáu quan tâm. Và mãi về sau, cho những đến những giây phút cuối cùng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ có một mong ước tột bậc. Đó là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. 75 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực không ngừng để thực hiện mong muốn của Bác. Trong đó chỉ nói riêng về nông nghiệp thì đến nay không chỉ thực hiện được trọn vẹn ý nguyện của người, đó là đảm bảo cho đồng bào ai cũng có cơm ăn, mà đến nay nông nghiệp nước ta còn phát triển trở thành cường quốc về xuất khẩu nông sản. Chương trình đối thoại chính sách Tam Nông ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành để nói về một chủ đề đặc biệt. 75 năm nông nghiệp Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ, với sự tham gia của hai vị khách mời, đó là nhà sử học Nguyễn Quang Ân và giáo sư Trần Đình Long, người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho ngành nông nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi nhà sử học Nguyễn Quang Ân, đó là trong suốt cái quá trình nghiên cứu của mình, đặc biệt là có thời gian thực tế tìm hiểu về lịch sử nạn đói Ất Dậu năm 1945 ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, thì điều ông muốn chia sẻ nhất đối với bà con nông dân lúc này là gì ạ? Trong suốt cái quá trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam và đặc biệt là nghiên cứu nạn đói năm 45, tôi luôn đau đớn nghĩ rằng là đừng bao giờ các thế hệ lãnh đạo đất nước để dân phải chết đói. Bởi vì cái chết đói nó khủng khiếp vô cùng, nó làm cho người bị đói, cái người chết đói đau khổ dai dẳng trong suốt cái thời gian mà phải nhịn đói nhịn khát, phải lang thang khắp các đầu đường xó chợ để đi kiếm ăn, phải sống một những chuỗi ngày cực kỳ khó khăn, cực kỳ là gian khổ. Thì chúng tôi có một cái luôn luôn nghĩ rằng là đừng bao giờ những người lãnh đạo đất nước để cho dân phải chết đói. Đây là một điều đầu tiên mà chúng tôi thấy được. Và cũng muốn với tư cách thầy cầm bút, chúng tôi muốn để lại cái ý đó để ghi vào lịch sử là đừng bao giờ để dân phải đói. Thứ hai nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các nhà lãnh đạo là đừng bao giờ sao nhãng việc quan tâm đến nông dân, nông thôn, nông nghiệp. Bởi vì chính nông dân, nông thôn, nông nghiệp vào thời đại lịch sử nào, chúng tôi nghiên cứu suốt lịch sử Việt Nam từ thời cổ trung đại cho đến thời cận đại cho đến hiện nay, thì thấy rằng là cái vấn đề nông dân, nông thôn, nông nghiệp nó quan trọng vô cùng, nó là nền tảng của đất nước. Đấy. Khi mà chúng ta sao nhãng một cái thì đất nước là sẽ luôn khó khăn. Và cái hầu hết người dân Việt Nam là nông dân, thì hầu hết người dân Việt Nam mình là đói khổ, là chịu những cái cảnh mà gia đình khó khăn và bản thân là khó khăn. Thì chúng tôi đấy hai điều tâm đắc mà chúng tôi muốn nhắn nhủ lại cho các cái thế hệ là chủ yếu là các cái nhà lãnh đạo đất nước luôn luôn quan tâm điều này. Ngay sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có nêu ra nhiệm vụ hàng đầu cần làm, đó là phải lo cứu đói cho nhân dân. Cụ thể thì Bác Hồ cũng đã yêu cầu cấp bách là phải chăm lo khôi phục sản xuất nông nghiệp, tăng gia sản xuất, và lúc này thì diệt giặc đói là một cái yêu cầu hàng đầu và là quan trọng nhất. Và xin hỏi giáo sư Trần Đình Long là ông nghĩ sao về sự quan tâm đau đáu mà cả đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho dân tộc ạ? Bác Hồ đã coi nạn đói như là giặc. Và Bác Hồ lúc đó có nói hai ý. Một là cách mạng thành công, nhưng phải giải quyết được là diệt được giặc đói và giặc dốt. Và trên cơ sở đó thì giặc dốt có nghĩa là anh muốn khắc phục đói thì anh phải có cái nhận thức, anh phải có hiểu biết làm thế nào để khắc phục được đói. Có nghĩa là ta phải cũng trồng lúa, cũng phải trồng ngô, và cái kỹ thuật nào, cái giống nào để mà có thể tăng cái năng suất, cái sản lượng để bà con sẽ không bị đói. Và lúc đó thì chính giặc đói là cái việc phải đảm bảo cái an ninh lương thực. Có nghĩa là đầu tiên là phải sản xuất cái cây lương thực. Mà lúc đó cái hình ảnh Bác Hồ
ra cái ruộng ngô lấy một cái cuốc để xới cỏ cho cái ruộng ngô. Mà lúc đó thì cây lương thực là hai cây là chủ yếu, là cây lúa và cây ngô. Thì lúa ở Việt Nam là có hàng nghìn năm lịch sử, nhưng mà năng suất rất thấp. Và thứ hai là ngô lúc đó giống mới chưa có, cho nên là điều kiện khó khăn. Cho nên là lúc đó đối với các nhà khoa học rất là tâm huyết đau đáu cùng với nông dân để làm thế nào tìm ra cái giống lúa tốt nhất, giống ngô tốt nhất. Mà lúc đó thì đang dùng gọi là lúa chiêm, cái lúa bản địa của Việt Nam. Thì cái giống lúa này về chất lượng thì rất ngon, có thể chống được các cái bệnh ở ngoài đồng ruộng, nhưng mà năng suất rất thấp, chỉ dưới 2 tấn trên hecta. Hay là giống ngô thì chỉ là ngô thụ phấn tự do. Cho nên là các nhà khoa học đã cùng với bà con nông dân để tìm ra những cái giống mới và tìm ra những biện pháp canh tác thích hợp để giải quyết được vấn đề an ninh lương thực, chủ yếu là đối với lúa và ngô. Và chính vì thế đấy mà khi đất nước độc lập, Bác Hồ đặt vấn đề ngay là phải chú đoái, là phải khôi phục nông nghiệp, phát triển nông nghiệp để cho dân là được no ấm, thì đất nước mới có điều kiện để kiến quốc và để kháng chiến chống ngoại xâm. Thì bài học mà chính Bác Hồ để lại cho các thế hệ sau này thấy rằng là dù bất cứ hoàn cảnh nào, việc đầu tiên là phải quan tâm đến nông dân, nông thôn, nông nghiệp đã. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của nhà sử học Nguyễn Quang Ân. Thưa quý vị và các bạn, 75 năm qua, đặc biệt là qua hơn 30 năm đổi mới của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực không ngừng để thực hiện được mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó chỉ nói riêng về nông nghiệp thì đến nay không chỉ thực hiện trọn vẹn ý nguyện của người, đó là đảm bảo cho đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, mà đến nay nông nghiệp nước ta còn phát triển mạnh mẽ chưa từng có và trở thành một cường quốc về xuất khẩu nông sản, với sản lượng lương thực, thực phẩm làm ra mỗi năm dư sức phục vụ cho số người nhiều gấp 2 lần dân số của Việt Nam hiện nay. Trong phóng sự ngay sau đây sẽ cho thấy 75 năm qua, với sự cố gắng không ngừng nghỉ, nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện được trọn vẹn và xuất sắc ý nguyện mà Bác Hồ hằng mong ước. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đến hôm nay, những ham muốn tột bậc ấy của Bác đã được Đảng và Nhà nước ta thực hiện trọn vẹn, thậm chí còn vượt rất xa. Nếu chỉ nói riêng về ước muốn của Bác là đồng bào ai cũng có cơm ăn, thì đến nay đã được ngành nông nghiệp thực hiện một cách trọn vẹn. Lấy ví dụ ở ngay trên quê hương của người, tỉnh Nghệ An. Nếu so sánh với cách đây 75 năm, thì nông nghiệp và đời sống nhân dân ở đây đã vượt xa tới hàng trăm lần. Và nông nghiệp Nghệ An thì nó giúp cho 83% người dân trong khu nông thôn có cuộc sống ổn định, ai cũng đủ no. Và hiện nay đặc biệt ấy, không những nông nghiệp chỉ đủ ăn để ổn định, mà nông nghiệp có thể làm giàu. Lịch sử ngành nông nghiệp Việt Nam ghi rõ, năm 1945, khi đất nước ta vừa giành được độc lập, thì ruộng đất và sản xuất nông nghiệp lúc đó hoang tàn, 80% dân số đói khổ. Trước thực tế đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên 6 vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết. Trong đó, vấn đề đầu tiên Bác quan tâm đó là cứu đói, lo cái ăn cho nhân dân. Muốn được như vậy thì phải quan tâm, chăm lo, khôi phục sản xuất nông nghiệp, tăng gia sản xuất. Quan điểm này mãi về sau này, lúc nào cũng được Hồ Chí Minh đau đáu quan tâm. Đến đâu Bác cũng căn dặn là phải có giống tốt, phải có nhiều nước, nhiều phân để làm cho năng suất phát triển lên. Bác về để tát nước chống hạn với dân, Bác về để cùng với dân làm thủy lợi. Thế là Bác nói về vấn đề là phong cách làm việc gần dân, nhất là với nông dân. Ở đây chính là với nông dân Việt Nam đang vất vả gian nan như thế nào, mà Bác thương nhất là nông dân. Từ chỗ thiếu đói trầm trọng, rồi đến sau này có lúc phải nhập khẩu lương thực, nông nghiệp nước ta đã dần khôi phục sản xuất. Đặc biệt là sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, nông nghiệp nước ta đã có bước bứt phá chưa từng có. Tính đến năm 2019 vừa qua, nông dân Việt Nam đã sản xuất ra khối lượng nông sản khổng lồ, không chỉ đủ phục vụ cho tiêu dùng trong nước
mà còn xuất khẩu tới 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua đó mang về kim ngạch hơn 41 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai nữa là chúng ta đã hoàn thành một cái chỉ tiêu rất căn bản, đó là tổng cái sản lượng lương thực, đảm bảo cho cái an ninh lương thực một cách vững chắc trong hoàn cảnh đất nước đông dân như vậy, trong hoàn cảnh tác động thiên tai như vậy, trong tác động của Covid như vậy, mà chúng ta có được một cái sản lượng rất tốt, đủ cho 100 triệu dân và tạo ra một cái khối lượng hàng hóa xuất khẩu gạo có lẽ là cao nhất từ trước đến nay. Trong nhiều năm nay, cứ mỗi lần mà kinh tế gặp khó khăn do những cuộc khủng hoảng, kể cả khủng hoảng của các nước khác ở trên toàn cầu xảy ra, như khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 toàn cầu chẳng hạn, hoặc là hiện nay dịch Covid, thì Việt Nam lại luôn luôn thấy là nông nghiệp là chỗ dựa cho mình để mà mình có thể vượt qua được, và nông sản, nông nghiệp luôn luôn được gọi là bệ đỡ của nền kinh tế. Tính trong 10 năm gần đây, mỗi năm nông nghiệp nước ta sản xuất ra khoảng 46 triệu tấn lúa, 30 triệu tấn ngô, khoai, sắn, 5 triệu tấn thịt, 14 tỷ quả trứng gia cầm các loại, 8 triệu tấn thủy sản, 14 triệu tấn rau. Nông nghiệp phát triển chưa từng có đã không chỉ giúp cho nông dân nước ta làm giàu mà còn giữ vai trò là trụ vững cho đất nước trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc khó khăn, khủng hoảng và dịch bệnh. Còn mục tiêu đến ngành 25, có thêm 5 mặt hàng nữa xuất khẩu từ nông nghiệp có giá trị thêm trên 1 tỷ đô la trở lên, để đưa Việt Nam có 15 nhóm mặt hàng nông sản có giá trị xuất 1 tỷ đô la trở lên, với tổng giá trị xuất khẩu là 50 tỷ đô la, đứng đầu ASEAN và đứng top 10 của thế giới. Ngay lúc này, trong khi bình quân mỗi năm, một người Việt Nam có nửa tấn lúa, 60 kg thịt, 150 quả trứng, 80 kg cá, tôm, 600 kg rau, 300 kg củ, quả, chưa kể sắn, ngô, khoai, thì tại nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu ăn. Nói ra thực tế này để thấy rằng Đảng, Nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến nông nghiệp, đồng thời đã thực hiện xuất sắc ý nguyện của Bác Hồ hằng mong ước. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Thưa giáo sư Trần Đình Long, dân số nước ta thì cũng đã chạm ngưỡng là 100 triệu dân rồi. Bây giờ thì không còn nỗi lo là ăn no, mặc ấm nữa, mà bây giờ là phải ăn ngon, mặc đẹp, ăn đủ dinh dưỡng, ăn sạch. Quốc tế thì cũng đã ghi nhận là Việt Nam là cường quốc về xuất khẩu nông sản. Vậy thì giáo sư Trần Đình Long nghĩ sao về cái câu chuyện hiện tại của chúng ta? Về thành tựu nông nghiệp của Việt Nam thì phải nói là đây là một cái bước đi kỳ diệu mà thế giới cũng phải khâm phục. Chúng ta còn nhớ là trước năm 86 và trước đó nữa, thì tôi nhớ cái hình ảnh Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị là chuyên môn đi, gọi là lúc đó nói một cái hình ảnh là mang bị để đi xin của các nước xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô. Và lúc đó thì ta xin được cái hạt bo bo để mà ăn cũng là quý rồi. Thế nhưng mà sau năm 86 và đến bây giờ thì nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn đổi mới. Tôi chỉ nói lúa thôi. Trước kia thì chúng ta chỉ đạt 2 tấn trên hecta, đấy là lúa chiêm. Nhưng mà từ những năm 60 trở đi thì chúng ta đã có cuộc cách mạng xanh ở Việt Nam. Đó là đưa cái giống lúa mà thân lùn và năng suất cao đưa vào vụ xuân. Và như thế năng suất bình quân đã lên tới 5 tấn trên hecta. Và đến bây giờ thì lúa của chúng ta là gần 6 tấn bình quân trên hecta. Và chúng ta từ cái chỗ thiếu lương thực thì chúng ta đã có thể một năm riêng lúa đã sản xuất tới 40 triệu tấn thóc. Như vậy tức là Việt Nam đã vượt được cái tầm tức là thiếu lương thực, và chúng ta lại bắt đầu xuất khẩu. Và chúng tôi còn nhớ là đến bây giờ thì lúc đầu chúng ta xuất một vài trăm triệu đô la đã là quý lắm rồi, nhưng bây giờ thì nông sản mấy năm vừa rồi thì cái tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã trên 41 tỷ đô la. Và như vậy tức là chúng ta phải nói là một trong cái 15 nước trên thế giới
đã xuất khẩu rất là tốt trên thế giới. Chúng ta có 12 cái mặt hàng nông sản với cái trị giá là trên 1 tỷ đô la. Và đặc biệt là hiện nay chúng ta, thí dụ như gạo, chúng ta đã có những cái gạo ngon nhất thế giới để chúng ta xuất khẩu. Thì đấy là những cái điều mà phải nói là kỳ tích. Và chúng ta đã xuất khẩu trên 180 nước trên thế giới. Và hầu hết những cái thị trường khó tính như là Mỹ, như là Nhật Bản, chúng ta đều có thể là xâm nhập được. Thì đây là một cái điều mà không những là vấn đề an ninh lương thực quốc gia, mà an ninh lương thực ở hộ gia đình, có nghĩa là cái cấp hộ gia đình. Và chúng ta còn giữ trữ lương thực để mà không những cho Việt Nam mà cho cả thế giới nữa. Thì đây là một cái thành tựu chúng tôi cho là kỳ diệu của Việt Nam. Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu cho rằng là nông nghiệp Việt Nam thì cũng đã hoàn thành xuất sắc ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là lo cho đồng bào ta thì đủ cơm ăn, áo mặc và thậm chí là ăn ngon, ăn đủ dinh dưỡng nữa. Còn quan điểm của ông thì sao? Phải nói rằng khi mà ra đời thì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn quan tâm đến nông dân, tức là lo cho người, tức là lo người dân khỏi đói này, vay thóc của địa chủ cho dân chú đói. Năm 30 đã có hàng đoàn người dân các làng xóm đến nhà địa chủ vay thóc, Đảng sẵn dẫn đầu để vay thóc cho dân khỏi đói. Thế rồi trong cái kháng chiến chống Pháp gian khổ như thế, nhưng Đảng rất quan tâm nông nghiệp, nông thôn, cho nên là cái tránh được nạn đói thời kỳ chống Pháp và đến thời kỳ chống Mỹ cũng thế thôi. Trong khi chúng ta phải chi viện lương thực, thực phẩm cho chiến trường, nhưng dân vẫn ổn định và dân vẫn no đủ. Thì phải nói đến là một cái sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước ta đối với nhân dân nông thôn. Và bây giờ thì chúng tôi đúng như đồng chí chị nói đấy, là người dân Việt Nam đã đủ ăn, không những đủ ăn mà còn ăn ngon, không những có áo mặc mà còn mặc đẹp. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một bước tiến kỳ diệu về mặt là cuộc sống của người nông dân chưa bao giờ có được. Và bây giờ về nông thôn không phải là chỉ có ăn, còn có điện, còn có nước sạch. Hầu hết nông thôn ở Thái Bình chúng tôi hay các tỉnh khác đã đến thì 100% nước sạch dân dùng. Thế rồi là thực phẩm rất dồi dào. Về nông thôn bây giờ là ăn ngon, ăn sạch, rồi là có đầy đủ mọi phương tiện. Thì phải nói là cái người dân bây giờ là cực kỳ là đầy đủ về mọi phương diện. Vâng. Dạ. 75 năm qua thì chúng ta thấy là ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những cái thành tựu to lớn như là giáo sư Trần Đình Long cũng vừa mới chia sẻ. Ngoài cái việc mà chúng ta đảm bảo an ninh lương thực quốc gia thì chúng ta còn thể hiện rõ là ngành nông nghiệp đã là trụ vững của nền kinh tế của nước nhà nữa. Cái điều mà chúng ta thấy thể hiện rõ nhất là trong những cái cuộc khủng hoảng hay là những cái khó khăn như đại dịch Covid-19 vừa rồi thì nông nghiệp của chúng ta vẫn trụ vững. Vậy thì giáo sư Trần Đình Long có thể phân tích cho chúng tôi về những cái thành tựu, những cái đóng góp của ngành nông nghiệp Việt Nam trong suốt cái chặng đường vừa rồi ạ? Thực ra thì cái thành tựu nông nghiệp Việt Nam ấy, như chúng ta đã biết, tức là cái xuất khẩu ngày một gia tăng, cái an ninh lương thực đảm bảo và phát triển bền vững, và đặc biệt là trong cái đại dịch vừa rồi. Và cái quan trọng nhất là chúng ta phải coi nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế. Và lúc đó thì phải là tổ chức sản xuất theo cái chuỗi và không được, tức là dần dần bỏ cái xuất thô và tiến tới là cấm xuất thô và chỉ ra cái tinh chế, thì lúc đó mới có thể ra được cái giá trị. Và nếu cái giá trị đấy thì sẽ lôi cuốn người nông dân sẽ quay trở lại đối với đất đai của mình. Và như thế thì mới gọi là nông nghiệp phát triển bền vững. Vâng. Ngành nông nghiệp của chúng ta thì cũng đã hoàn thành xuất sắc cái việc mà cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm và thậm chí là còn dư thừa nữa. Tuy nhiên thì thực tế cho chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa để có thể vươn lên làm giàu, để có thể sánh với các cường quốc Nam Châu như là mong ước của Bác Hồ. Vậy thì quan điểm của giáo sư Nguyễn Quang Ân về vấn đề này là gì ạ? Đúng là bây giờ thì nông nghiệp rất phát triển, và chúng ta từ chỗ thiếu lương thực đến chỗ chúng ta dư thừa xuất khẩu, và người dân từ chỗ là thiếu ăn đến chỗ no đủ, và từ chỗ ăn no đến chỗ là ăn ngon mà đẹp. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đúng như là giáo sư Đình Long đã nói, thì chúng ta phải luôn luôn là quan tâm hơn nữa đến nông dân, nông thôn, nông nghiệp, làm sao cho người nông dân thực sự là những cái người dân mà làm chủ với ruộng của mình. Bây giờ không phải làm chủ như ngày xưa làm chia ruộng cho dân, dân có ruộng nữa, mà bây giờ làm chủ tức là người ta phải có cái cổ phần trong cái doanh nghiệp nông nghiệp, người ta tự là đóng góp vào đấy bằng ruộng đất, bằng tiền, để người ta làm một phần cái chủ của cái doanh nghiệp nông nghiệp, để người ta được hưởng những cái lợi nhuận được sinh ra. Thứ hai nữa là nông thôn sẽ phát triển theo cái hướng hiện đại hóa, làm cho cái nông thôn Việt Nam mình
là trở thành một cái nơi mà đáng sống nhất cho người dân Việt Nam mình. Thế và chúng tôi nghĩ rằng là cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với nông thôn thì phải nói thực sự là 75 năm qua, và không những 75 năm mà suốt từ khi Đảng thành lập đến giờ, phải nói là luôn luôn quan tâm đến nông dân, nông thôn, nông nghiệp. Vì thế nông dân từ chỗ đói khổ, từ chỗ là thiếu ăn, đến chỗ như được bây giờ là một điều kỳ diệu đối với người dân nông thôn chúng tôi. Bản thân chúng tôi cũng là người từ nông thôn mà ra. Mà phải nói thực sự là bây giờ chúng tôi nghĩ rằng là hầu hết các cái nhà khoa học, các trí thức lớn bây giờ đều xuất thân từ nông thôn ra. Vậy thì chúng ta phải làm sao mà chính con em người nông thôn này khi trở thành những cái tiến sĩ, những cái phó giáo sư, những giáo sư phải là người thực sự đóng góp cho quê hương mình, không phải là chỉ được ghi tên chụp ảnh đưa lên từ điển của tỉnh hay là địa chỉ của tỉnh đâu, mà phải thực sự là những người con em của quê hương, thực sự về xây dựng nông thôn, thực sự về đóng góp để xây dựng các doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, để làm sao phát triển nông thôn mình lên. Và đất đai của chúng ta rất trù phú, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đất đỏ Ba Gian, thế giới thèm khát lắm. Chúng ta có đa dạng sinh học, những giống bản địa của Việt Nam độc nhất vô nhị trên thế giới, không có. Thì đấy là những tiềm năng, và đặc biệt là người nông dân Việt Nam rất cần cù, chịu khó, thông minh, và được 75 năm Đảng và Nhà nước cực kỳ quan tâm. Do đó mà chúng ta có thể nói nông nghiệp Việt Nam là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Tuy nhiên là tôi cũng đã nói, đối với nông nghiệp rất là khó khăn, và cái biến đổi khí hậu, cái tất cả những cái yếu tố nó làm tác động đến cái sản xuất nông nghiệp Việt Nam không bền vững. Và đặc biệt là cái hình thức tổ chức nông nghiệp Việt Nam hiện nay cần phải hoàn thiện. Như chúng ta đã biết, tức là những cái hình thức cũ thì đã phát huy cái vai trò lịch sử của nó. Nhưng bây giờ là nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh thì không thể như cũ được. Và cái nút thắt hiện nay của nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi cho rằng Việt Nam không thiếu về kỹ thuật nông nghiệp, tức là không thiếu giống cây con tốt, không thiếu cái tự động hóa trong quá trình, tức là sản xuất, không thiếu những nhà máy để chế biến, tinh chế. Nhưng Việt Nam, nông nghiệp Việt Nam thiếu cái gì? Thiếu cái quản trị nông nghiệp, tức là từ cái người đứng đầu của ngành nông nghiệp cho đến các giám đốc sở nông nghiệp, cho đến các phòng nông nghiệp ở các địa phương đều không qua cái đào tạo về quản trị nông nghiệp, mà chủ yếu vẫn là đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp. Cái quản trị nông nghiệp có nghĩa là gì? Là anh phải biết sử dụng những cái công nghệ, những cái đối tượng tốt nhất để mà anh đưa cái giá trị nông sản nó lên cao nhất. Còn kỹ thuật nông nghiệp nó chỉ giải quyết trồng trọt, nó chỉ giải quyết chăn nuôi, vân vân, thì chưa phải là vấn đề. Và quản trị nông nghiệp đây có nghĩa là gì? Hình thức tổ chức hiện nay nông nghiệp phải là doanh nghiệp nông nghiệp, có nghĩa là doanh nghiệp làm nòng cốt, nông dân phải là cổ đông của doanh nghiệp, chứ không phải là chỉ bắt tay liên kết với nhau. Và nếu giải quyết được vấn đề về thể chế nông thôn, có nghĩa là cái hình thức tổ chức sản xuất, thì Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành cường quốc về nông nghiệp. Và đến bây giờ thì chúng tôi đau đáu cái câu nói mà tôi vừa trả lời chị đấy, tức là đừng bao giờ chúng ta để cho dân mình phải chết đói, và đừng bao giờ chúng ta sao nhãng việc quan tâm đến nông dân, nông thôn, nông nghiệp. Vâng. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, 75 năm qua, tính từ thời khắc thiêng liêng Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đất nước ta đã đi qua một chặng đường rất dài và rất xa với biết bao nhiêu thành tựu to lớn. Và chưa bao giờ đất nước ta lại có được cơ đồ, vị thế và tiềm lực vững vàng như ngày hôm nay. Thành tựu ấy đáng để cho mỗi người dân đất nước Việt Nam hiên ngang tự hào. Tuy nhiên, không bao giờ được quên quá khứ, đặc biệt là sự hy sinh của biết bao lớp người đã ngã xuống cho ngày độc lập của hôm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được hết. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.